Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tranh luận Tổng thống Mỹ, bà Harris được khen nhiều hơn ông Trump. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có phiên tranh luận đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tối 10 tháng 9 giờ Mỹ, tương đương sáng 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phiên tranh luận đầu tiên do đài ABC News tổ chức trong khuôn khổ cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai bên liên tục tấn công nhau về loạt chủ đề đối nội, đối ngoại. Ngay từ đầu phiên tranh luận, ông Trump và bà Harris đã bắt đầu đấu khẩu về chính sách kinh tế của nhau. Ông Trump chỉ trích chính quyền bà Harris đã để lạm phát tăng cao. Hãy nhìn xem chúng ta có nền kinh tế tồi tệ vì lạm phát, được coi như yếu tố phá hoại nước Mỹ. Chúng ta chứng kiến tình trạng lạm phát hiếm gặp, có thể là tồi tệ nhất trong lịch sử của đất nước, ông Trump nói trong phiên tranh luận. Phần mình, bà Harris nói rằng chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden và bà đã phải dọn dẹp mớ hỗn loạn mà chính quyền ông Trump tạo ra và để lại. Bà Harris nhấn mạnh rằng bà có kế hoạch giúp đỡ các gia đình Mỹ đang lo lắng về nền kinh tế và chi phí sinh hoạt. Theo đó, bà Harris đề cập kế hoạch xây dựng một nền kinh tế cơ hội, bao gồm các đề xuất nhằm giúp nhà ở có giá cả phải chăng hơn và mở rộng khoản tín dụng thuế dành cho các gia đình có trẻ em. Bà Harris cũng chỉ trích các đề xuất của ông Trump như cắt giảm thuế cho các tập đoàn, cho rằng chúng sẽ gây tổn hại đến các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Vấn đề quyền phá thai cũng được hai đối thủ tranh luận sôi nổi. Ông Trump khẳng định ông ủng hộ cấm phá thai từ 6 tuần tuổi trở xuống. Vấn đề sẽ được đem ra bỏ phiếu ở bang Florida sắp tới. Tuyên bố trên là một sự thay đổi đáng chú ý so với quan điểm trước đây của ông Trump là ủng hộ cấm phá thai hoàn toàn. Ông Trump tiếp tục làm rõ rằng ông sẽ không ký vào đạo luật cấm phá thai trên toàn quốc nếu ông thắng cử và tin rằng đó là chuyện các chính quyền bang nên xem xét chứ không phải liên bang. Bà Harris ủng hộ việc phụ nữ có quyền phá thai, nhấn mạnh rằng không nên bảo một phụ nữ phải làm gì với cơ thể của chính họ. Bà Harris lưu ý cử tri rằng ông Trump sẽ không thông qua luật cấm phá thai toàn quốc, đồng thời chỉ trích chính sách về quyền phá thai của ông Trump là vô đạo đức. Về chính sách đối ngoại liên quan xung đột Nga-Ukraine, ông Trump khẳng định muốn chiến sự chấm dứt. Tôi muốn cứu mạng người, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến trước khi tôi trở thành nhậm chức. Tôi nghĩ rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán, ông Trump nói. Cựu Tổng thống không đưa ra thông tin cụ thể mà chỉ nói rằng ông sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia. Trong khi đó, bà Harris nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Mỹ. Trên thực tế, vấn đề là nước Mỹ luôn phải đứng lên với tư cách là một nhà lãnh đạo duy trì các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Là một nhà lãnh đạo thể hiện sức mạnh, hiểu rằng các liên minh mà chúng ta có trên khắp thế giới phụ thuộc vào việc quan tâm đến các nước bạn bè và không thiên vị kẻ thù, bà Harris nói. Liên quan xung đột Israel-Hamas, tại phiên tranh luận, ông Trump cho việc bà Harris không gặp Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, khi nhà lãnh đạo Israel thăm Mỹ hồi tháng 7 là hành động cho thấy nữ phó tổng thống Harris không thích Israel. Cựu tổng thống nói rằng Israel sẽ biến mất trong vòng 2 năm nữa nếu bà Harris đắc cử. Bà Harris tiếp tục giữ vững lập trường của chính quyền đương nhiệm, nhấn mạnh cam kết sẽ bảo vệ quyền tự vệ của Israel trước các đối thủ, bao gồm Iran. Chúng ta phải vạch ra giải pháp hai nhà nước và trong giải pháp đó phải có an ninh cho người dân Israel và Israel phải có biện pháp bình đẳng cho người Palestine, bà Harris nói rõ tại phiên tranh luận. Một số chuyên gia nhận định rằng có vẻ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thắng thế trước cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tranh luận này, song kết quả này có thể sẽ không tạo ra nhiều biến động trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Ai thắng, ai thua? Nhận định về màn thể hiện của hai ứng viên, bà Karen Finney, chiến lược gia của đảng Dân Chủ, nói rằng phiên tranh luận Trump-Harris sẽ được nhớ đến như một trong những màn tranh luận ấn tượng nhất trong nền chính trị hiện đại. Theo hãng tin Reuters, Phó Tổng thống đang làm chính xác những gì bà ấy cần làm, nói về tầm nhìn và ý tưởng chính sách của mình, chỉ rõ sự tương phản giữa bà ấy và ông Trump.
Còn ông Trump thì nói lan man, nói những thứ không đúng sự thật và vô nghĩa, bà Finney nhận định về phiên tranh luận. Trong khi đó, ông Ron Bozeden, chiến lược gia của đảng Cộng Hòa, thì đánh giá rằng mặc dù bà Harris đã có thể chọc tức ông Trump bằng những cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn chưa rõ liệu bà ấy có thuyết phục được những cử tri bình chọn cho bà hay không. Câu hỏi bây giờ là bà ấy thực sự đã thay đổi cục diện tới mức nào? Trong khi đó, ông Trump không mang lại lợi ích gì cho bản thân khi đồng ý tham gia phiên tranh luận này, ông Boysen nói. Một số nhà bình luận như ông Eric Erickson, nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Mỹ, hay ông Jeremy Suri, giáo sư công vụ và lịch sử tại Đại học Texas at Austin, Mỹ, cho rằng có vẻ như bà Harris thắng thế so với cựu tổng thống trong lần tranh luận này. Phần thể hiện của bà Harris gần như hoàn hảo, bà ấy nhấn mạnh các vấn đề cốt lõi gồm phá thai, kinh tế, sự lãnh đạo của Mỹ trên thế giới. Bà ấy tiếp tục công kích ông Trump, khiến ông ấy phải phòng thủ mà không gây phản cảm, ông Suri nhận định. Bên cạnh đó, người dẫn chương trình của đài CNN Trish Wallace cho rằng bà Harris đã đánh bại hầu hết mọi chủ đề mà tôi có thể nghĩ tới, và rằng phó tổng thống đã khiến ông Trump phải im lặng. Trong khi đó, đội ngũ tranh cử của bà Harris cho biết họ hài lòng với màn thể hiện của phó tổng thống trong cuộc tranh luận. Ở một góc nhìn khác, ông Trish Borick, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Muhlenberg, Pennsylvania, nhận định rằng cuộc tranh luận sẽ không tạo ra nhiều biến động trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Cả hai đều bám sát sườn lối chơi của mình. Bà Harris đã có một số thành công nhất định trong việc khích tướng ông Trump, nhưng tôi không nghĩ ông ấy đã đi quá xa khỏi những thông điệp mà ông ấy muốn truyền tải, theo ông Boris. Phía bà Harris kêu gọi màn so găng thứ hai. Ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam, đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống tiếp theo với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tờ The Hill. Dưới ánh đèn, sân khấu tranh luận, người dân Mỹ đã được chứng kiến sự lựa chọn mà họ sẽ phải đưa ra vào mùa thu này tại hòm phiếu giữa việc tiến về phía trước với bà Harris hoặc lùi lại với ông Trump. Đó là những gì họ đã thấy tối nay và những gì họ nên thấy tại cuộc tranh luận thứ hai vào tháng 10. Bà Shen O'Malley Dillon, người đứng đầu đội ngũ tranh cử của bà Harris cho hay, Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận thứ hai, còn ông Donald Trump thì sao? Bà Dillon nói. Về phần mình, ông Trump cho biết đội ngũ của ông sẽ cân nhắc tham gia một cuộc tranh luận khác, nói rằng việc phía bà Harris kêu gọi cuộc tranh luận thứ hai có nghĩa là bà đã thua. Bà Harris muốn tham gia một cuộc tranh luận khác vì bà ấy đã bị đánh bại tối nay. Tôi không chắc chúng tôi có tham gia một cuộc tranh luận khác hay không. Bà ấy muốn tham gia một cuộc tranh luận thứ hai vì bà ấy đã thua tối nay. Rất thảm hại. Chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó, ông Trump nói ngay sau buổi tranh luận đầu tiên. Cái bắt tay quyền lực và những biểu cảm của bà Harris, ông Trump. Trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chủ động tiến tới bục phát biểu nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang đứng và bắt tay ông, một hành động mà nhiều người trên mạng xã hội X gọi là động thái thể hiện quyền lực. Theo tờ Irish Star, đây là lần bắt tay đầu tiên trong một cuộc tranh luận tổng thống kể từ cuộc đối đầu đầu tiên giữa ông Trump và bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016. Chuyên gia về hành vi con người và ngôn ngữ cơ thể Mark Bowden, tác giả sách bán chạy và người sáng lập Church Friends, nhận định rằng việc bà Harris chủ động bắt tay ông Trump là một động thái quyền lực, đặc biệt khi họ chưa từng gặp nhau trước đó. Ông Bowden cho rằng hành động này giống như bà Harris bước vào lãnh thổ của ông Trump. Trong khoảnh khắc đó, ông Trump không sử dụng chiến thuật bắt tay quen thuộc của mình, thường nhằm kéo đối phương mất thăng bằng. Một người dùng mạng xã hội còn bình luận rằng bà ấy đã buộc ông ấy phải bắt tay. Ông Trump, người nổi tiếng với việc không thích bắt tay do sợ vi khuẩn, đã không thể từ chối. Đó là dấu hiệu cho thấy quyền lực của bà Harris. Ngoài ra, biểu cảm của bà Harris cũng thu hút sự chú ý
khi bà tỏ rõ sự không đồng tình với những câu trả lời của ông Trump về Trung Quốc. Bà nhướng mày, hạ cằm và lẩm bẩm, điều đó không đúng. Đặc biệt khi ông Trump phát biểu rằng Trung Quốc mua chip từ Đài Loan, bà Harris tỏ vẻ ngạc nhiên, há hốc mồm và lắc đầu. Trong khi tranh luận, ông Trump cũng không phản ứng mạnh mẽ như thường lệ, chỉ nhìn thẳng về phía trước hoặc thỉnh thoảng đảo mắt suy nghĩ. Dù vậy, ông vẫn có lúc phản công, đặc biệt khi nhắc lại khoảnh khắc nổi tiếng của bà Harris trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống 4 năm trước với Mike Pence. Khi đó, bà Harris đã yêu cầu không bị ngắt lời với câu "Ngài Phó Tổng thống, tôi đang nói". Trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9, ông Trump đã sử dụng lại câu nói đó khi bà Harris đang tranh luận, tôi đang nói. Bà Harris thắng tranh luận nhưng vẫn có thể thua bầu cử. Theo một bài bình luận của tờ Baltimore Sun, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rơi vào một tình thế hoàn toàn xa lạ trong cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris vào ngày 10 tháng 9, đó là phòng thủ. Khác với cuộc tranh luận thất bại của Tổng thống Joe Biden, bà Harris đã chiếm ưu thế khi tấn công và khiến ông Trump mất bình tĩnh trong phần lớn thời gian. Trong cuộc tranh luận này, bà Harris sử dụng nhiều ngôn từ mạnh mẽ để phản đối ứng viên đảng Cộng Hòa. Ông Trump thậm chí còn đề cập đến vấn đề chủng tộc của bà Harris và tuyên bố, bất cứ điều gì bà ấy muốn trở thành thì tôi đều làm được. Tuy nhiên, bà Harris vẫn giữ vững sự điềm tĩnh và nhắc nhở cử tri rằng họ có sự lựa chọn rõ ràng, hoặc chính trị của nỗi sợ hãi và chia rẽ, hoặc hướng đến tương lai với hy vọng. Bà nhấn mạnh, tôi nghĩ người dân Mỹ muốn điều tốt đẹp hơn thế. Khoảnh khắc yếu nhất của ông Trump trong cuộc tranh luận này là khi ông né tránh câu hỏi từ người đồng điều phối David Milk về việc ông có hối hận về hành động của mình trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không. Ông Trump đã khẳng định mình không liên quan gì đến sự kiện ngày 6 tháng 1. Dù trước đó, ông từng kêu gọi người ủng hộ mình đến Điện Capitol trong cuộc biểu tình dừng đánh cắp. Ngược lại, điểm yếu của bà Harris là sự phản đối từ những người biểu tình ủng hộ Palestine khi họ tuyên bố sẽ bầu cho bà nếu không có lệnh ngừng bắn tại Gaza. Điều này có thể làm bà mất phiếu tại các tiểu bang chiến trường, đặc biệt là khi bà không đưa ra lập trường cứng rắn nào mà chỉ nhắc lại quan điểm về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước và thừa nhận quá nhiều người Palestine đã bị giết. Tranh luận Trump-Harris đấu khẩu là vấn đề nóng. 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bước vào cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên với màn đấu khẩu vô cùng nảy lửa và gay cấn giữa hai ứng viên. Đúng giờ, hai ứng viên bước lên sân khấu tranh luận và bắt tay nhau. Bà Harris bước về phía ông Trump và đưa tay ra, sau đó cựu Tổng thống nhận lấy cái bắt tay. Đây là lần đầu tiên bà Harris và ông Trump gặp nhau trực tiếp. Hai người đã tranh luận về các vấn đề đáng chú ý như phá thai, kinh tế, nhập cư, những rắc rối pháp lý của ông Trump. Trong cuộc tranh luận Tổng thống đầy căng thẳng đầu tiên của họ vào tối 10 tháng 9 ở bang Pennsylvania, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cãi nảy lửa về loạt vấn đề như kinh tế, quyền phá thai, nhập cư, xung đột Israel-Hamas, chiến sự Nga-Ukraine. Trong đó, những vấn đề đáng chú ý trong cuộc so găng có thể kể đến như bà Harris tấn công ông Trump về vấn đề kinh tế. Vấn đề đầu tiên trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump là về chính sách kinh tế của mỗi ứng viên. Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh rằng bà có kế hoạch giúp đỡ các gia đình Mỹ đang lo lắng về nền kinh tế và chi phí sinh hoạt. Theo đó, bà Harris đề cập kế hoạch xây dựng một nền kinh tế cơ hội, bao gồm các đề xuất nhằm giúp nhà ở có giá cả phải chăng hơn và mở rộng khoản tín dụng thuế dành cho các gia đình có trẻ em. Bà Harris cũng chỉ trích các đề xuất của cựu Tổng thống Trump, chẳng hạn như cắt giảm thuế cho các tập đoàn, cho rằng chúng sẽ gây tổn hại đến các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Ông Trump đáp trả bằng cách nhắc lại tuyên bố sẽ áp thuế đối với các quốc gia khác. Bà Harris, chính quyền ông Biden dọn dẹp mớ hỗn độn ông Trump để lại. Phó Tổng thống Harris cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phải dọn dẹp mớ hỗn độn của ông Trump để lại sau 4 năm ông cầm quyền. Ông Trump đã để lại cho nước Mỹ tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái, cuộc tấn công tồi tệ nhất vào nền dân chủ của chúng ta kể từ nội chiến và đại dịch sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Vấn đề quyền phá thai. Trên sân khấu tranh luận, cựu Tổng thống Trump bảo vệ quyết định ủng hộ lệnh cấm phá thai trong 6 tuần sẽ được đưa vào cuộc bỏ phiếu tại bang Florida.
ông Trump nói rằng Đảng Dân Chủ rất cực đoan trong chính sách phá thai của họ, mặc dù ông cho rằng quyền phá thai nên là vấn đề của tiểu bang. Về phía bà Harris, Phó Tổng thống chỉ trích cái mà bà gọi là lệnh phá thai của ông Trump, đồng thời nói rằng chính sách về quyền phá thai của ông Trump là vô đạo đức. Đáp lại, ông Trump cũng tuyên bố ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu đắc cử. Tôi không ký lệnh cấm và không có lý do gì để ký lệnh cấm vì chúng ta đã có được những gì mọi người muốn. Ông Trump nói, ám chỉ việc Tòa án Tối cao Mỹ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện Roe và Wade năm 1973, vốn công nhận quyền phá thai theo hiến pháp của phụ nữ và hợp pháp hóa việc này trên toàn quốc. Ông Trump lần nữa không công nhận kết quả bầu cử 2020. Cựu Tổng thống Trump cho biết, ông vẫn không chấp nhận rằng mình đã thua cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Tôi không thừa nhận điều đó chút nào, tôi nói điều đó một cách mỉa mai. Ông Trump nói về những bình luận trước đây mà ông nói mình đã thua trong gang tấc. Trong khi đó, bà Harris nói rằng ông Trump vẫn đang xử lý thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Về cuộc bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump từ chối trả lời liệu ông có hối hận về cách ông xử lý vụ việc, chỉ nói rằng ông đơn giản là xuất hiện để phát biểu trước khi những người ủng hộ ông tấn công vào Điện Capitol. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó, ngoài việc họ yêu cầu tôi phát biểu, tôi đã đến để phát biểu, ông Trump nói. Đáp lại, bà Harris nói, đối với tất cả mọi người đang xem, những người còn nhớ ngày 6 tháng 1 là gì, tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không cần phải quay lại, chúng ta đừng quay lại, chúng ta sẽ không quay lại. Về cuộc xung đột Israel-Hamas, ông Trump nói về việc bà Harris không gặp Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu khi nhà lãnh đạo Israel thăm Mỹ hồi tháng 7 là hành động cho thấy nữ phó tổng thống Harris không thích Israel. Nếu bà ấy là tổng thống, tôi tin rằng Israel sẽ không còn tồn tại trong vòng 2 năm nữa, ông Trump nói. Bà Harris trả lời rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp và cuộc sống của mình cho Israel, ông ấy biết điều đó, bà Harris cho hay. Tại cuộc tranh luận, bà Harris tiếp tục giữ vững lập trường của chính quyền đương nhiệm về cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo đó, bà Harris cho biết sẽ bảo vệ quyền tự vệ của Israel trước các đối thủ, bao gồm Iran. Tuy nhiên, bà nói rằng đã có quá nhiều người Palestine thiệt mạng. Chúng ta phải vạch ra giải pháp hai nhà nước và trong giải pháp đó phải có an ninh cho người dân Israel và Israel phải có biện pháp bình đẳng cho người Palestine, Phó Tổng thống Harris phát biểu. Bà Harris nói thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ làm trung gian cũng phải bao gồm an ninh và quyền tự quyết của người Palestine. Về xung đột Nga-Ukraine, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình về cuộc xung đột Nga-Ukraine, cựu Tổng thống Trump hai lần từ chối hai trả lời liệu việc Ukraine giành chiến thắng có vì lợi ích tốt nhất của Mỹ hay không. Tôi muốn chiến sự chấm dứt, tôi muốn cứu mạng người, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến trước khi tôi trở thành Tổng thống. Ông Trump nói mà không đưa ra thông tin cụ thể, ngoài việc nói rằng ông sẽ nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai quốc gia. Tôi nghĩ rằng lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và thực hiện nó, đàm phán một thỏa thuận, ông Trump nói thêm. Ngoài ra, ông Trump cáo buộc bà Harris không thể đảm bảo hòa bình sau khi được cử đi đàm phán với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. Tuy nhiên, khi người dẫn chương trình hỏi rằng nữ phó tổng thống đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa, bà Harris trả lời, tôi đã nói ngay từ đầu cuộc tranh luận này, các bạn sẽ nghe một loạt lời nói dối từ người này và đó là một lời nói dối nữa. Bà Harris cho biết bà đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần. Thực tế là, vấn đề nước Mỹ luôn phải đứng lên với tư cách là một nhà lãnh đạo duy trì các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, là một nhà lãnh đạo thể hiện sức mạnh. Hiểu rằng các liên minh mà chúng ta có trên khắp thế giới phụ thuộc vào khả năng quan tâm đến các nước bạn bè và không thiên vị kẻ thù, bà Harris nói. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump đã kết thúc và kéo dài hơn 90 phút so với dự kiến. Trong đó, ông Trump đã phát biểu trong khoảng 40 phút 50 giây, trong khi Phó Tổng thống Harris chỉ phát biểu trong khoảng 35 phút 31 giây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!